Xin chào mọi người, hôm nay là một đoạn vlog được thực hiện bởi ba thành viên của trong gia đình mình. Hôm nay vì dịch bệnh nên là mọi người phải học ở nhà và mình thất nghiệp nên là không có tiền để nuôi con. Nên hôm nay thêm một hai thành viên nhí vào đây để dạy, để lấy tiền từ vợ mình. Hôm nay chúng ta sẽ chủ yếu tập trung vào hai thành viên này để có đâm am hiểu nhiều hơn về Taekwondo. Và để làm được điều đó thì chúng ta phải tập khởi động trước tiên. Rồi, đây là màn khởi động. Rồi, tất cả những võ sinh vào vị trí. Ok, rồi bây giờ chúng ta sẽ khởi động nha. Bây giờ khởi động tay trước. Chưa, quay cho cái khớp này con nha. Quay cho cái khớp này nó nóng. Đó. Tay vô, phải vô. Rồi, hôm nay chúng ta học tới đây là hết. Rồi, tay xong bây giờ mình chuyển qua chân. Rồi, chạy tại chỗ nha, nhảy tại chỗ nha, nhón hai chân lên. Rồi nhảy. Năm, sáu, chín, bảy, chín, tám, chín, chín. 100. Rồi, mệt chưa? Rồi, mệt rồi về nhà đi. Ủa sao? Tại sao? Thì mệt thì phải nghỉ chứ sao? Sao Na phát biểu rồi? Sao con? Con có nhà giữa không? Dạ, con không có nhà hả? Về phòng. Hay tập nữa không? Hay là về phòng? Hay tập nữa. Ok. Con mệt không? Con mệt không? Về lời nuôi cho lấy sức khỏe rồi. Yes. Bây giờ đứng nâng cao đùi nha. Nâng cao thật cao vô để cái đùi này nó đập vào trong chỗ này của mình luôn, chạm vào chỗ này. Để khi mình đá là mình đá sẽ được cao. Rồi vô, 1. Để tay lên trước. 2. 3. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khởi động chân và đánh gót. Đánh gót nè, nhớ không? Đánh gót ra đằng sau này nè. Để đánh gót chậm vào lông. Được chưa? Chuẩn bị 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mạnh mẽ lên. Rồi, thở ra. Hít vô. Thở ra. Hít vô. Thở ra. Hít vô. Nâng cao đùi tại chỗ mà nhanh hơn, giống hồi nãy mà nhanh hơn, giống như nè. Đó, nhanh lên, được chưa? Chuẩn bị. 1. Rồi, đứng chân đây. Chắc lên, đúng rồi. Nè, để tay lên.
chân đầu tay đó. Được chưa? Nè, giờ ba làm nè. Đưa chân lên, đưa tay qua. Được không? Được không? Giơ chân lên, đưa tay qua. Ngoài có không người qua luôn. Đúng rồi. Rồi làm lại. Đưa chân ra. Rồi. 1. Đúng rồi, lùi lại. 2. Chúng quay tay dưới này, chúng quay trên này. Tay ngang qua. Rồi. Nha. Đổi chân. Tay phải. Đứng xéo qua gần rồi. Na đứng xéo qua bên kia. Không, quay người qua bên kia. Quay nha. Đưa chân lên. Rồi, quên chân này làm lại. Đưa chân lên, đưa tay qua. Tay đâu, Nui, tay kèm vô, đúng rồi. Đây là bài thi lên đẳng. Rất là khó, động tác này rất là khó. Chỉ những người nào bé đen mới biết tập thôi. Đó. Đưa chân xuống. Động ra, Na động ra. Rồi, đưa hai chân thẳng rồi. Đưa tay lên. Bây giờ đấm nha, tay trái trước nha, tay trái đấm vào chính gợi ý của mình, viết trước mặt, nhìn phía trước, chân thủy nằm đâu nằm đây. À, rồi chuẩn bị chưa, đấm hai cái vai phải thẳng, không có chạy cái vai nè, vai thẳng nè, đấm 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 phun máu luôn. Rồi, hai lần nha, đấm hai lần nha. 1, 2. Na ơi, đấm xích xuống con, đấm xích xuống, đấm cái chân xích xuống. Xuống tấn. Sửa cái chân lại. Sửa cái chân lại rồi, xuống tấn, đấm 1, 2, đấm vô giữa. Đúng rồi, vô giữa nhìn phía trước mặt. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Rồi, đấm 3 lần luôn. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đấm 4 lần luôn. 1, 2, 3, 4. Hai chân song song. Nè, chân song song, chưa song song. Chân con chưa song song. Đúng rồi, lùi lại. Một chân, đúng rồi. Để ta lên. Rồi, hấp gói. Hấp. Đó. Hấp. Cứ từ từ. Cao được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Đúng rồi, mình mới tập mà. Làm quá là té nha. 6. Cô quay hấp về là phải về đúng lại vị trí. Chân con đang bị chéo, xích ra chút xíu. Thẳng chân ra là đúng rồi. Bây giờ bà đứng là đá đi. Đá bụng ba. Thấy chưa? Con đá vào bụng ba. Nên là lúc nào mình cũng phải ngẩng cao đầu. Thấy chưa? Rồi. Tiếp. Thấp chân tiếp. Đá cao luôn. Lên. 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 Lên mặt xuống. Lên. Rồi. Rồi, hất từ ngoài vô. Hất chân từ ngoài vô. 1. Đúng rồi, cao lên nữa. 2. Hey. Có đau chỗ nào không? Dạ không. Đau chỗ nào? Kéo áo xuống, nắm kéo áo xuống. Nắm đây. Bà nàng kéo chỗ này xuống được con. Rồi.
Kéo chân vô, kéo sát vô. Rồi đối với cái môn này là chúng ta phải để ý là chúng ta phải sát đây. Thì hiện tại con mình Anna sát thôi. Tên là Quỳ. Rồi bây giờ xuống nha. Một, hai. Rồi Nô Quỳ, xách chân vô. Rồi hai cái gói xuống. Rồi mẹ xách ra xíu để Nô Quỳ mới xuống được. Rồi cho miếng trước. Ba để chân ra. Cái gì? Rồi. Rồi cho tới trước. Rồi ngẩng cái đầu lên, không có cắm đầu xuống dưới. Lớn tay trước, bò theo camera xuống. Tập chôn không cười. 1, 2. Tám, 19, 20, từ từ lui về. Lộng không con? Hả lộng. Rồi đây là một cái màn trợ giúp để tập dẻo. Vì bản thân mình sẽ không bao giờ chịu đau được, phải nhờ đồng đội, đây là hai đồng đội nhí. Các bạn sẽ thấy tình huống mà siêu đau. Trời ơi. Bởi vậy đừng mít lòng với trẻ con. Đây là những cơ hội mà các bé phục thù đè không thương tiếc. Sao không muốn sao? Tiếp tục tập dẻo, qua đây. Quay chân tiếp. Đây. Chưa? Hai con thẳng chân đúng rồi. Rồi xuống. 1, 2. Nè, xoát xuống. À, đó, xoát xuống vậy đó, đúng rồi. Đau không con? Xuống. Đau mà còn nói không nữa. Mà xuống. Đừng có cố vẻ chịu đựng. Sáu, 7, 8, 9, 10. Kéo cái chân về nữa con, đúng rồi. Chưa về hết. Đúng rồi, không có ngồi lên. Đó, đúng rồi. Rồi xuống, 1. Đứng chân ra đàng hoàng. Nè, đứng nè. Con đứng thẳng với cái gương. Đúng rồi. Rồi, đó. Đúng rồi, đó. Đây, nè, đá là không phải Nô Nô Bi đá, là một Nô Bi đứng như vậy là đá trước. Hoặc là mình sẽ đá động tác này là Apsegi. Nhưng mà Nô Bi không có đứng như cái kiểu vậy dở luôn này là đá bằng suốt là không được. Mình không có suốt xéo như vậy. Mình là đá thẳng. Rồi. Thấy chưa? Nè, đá nè. Ôi, hay gì? Đó, rút về nữa mà đá rút về. Cao lên. Này, thẳng nè, thẳng người nè, nhìn mục tiêu nè, không có nhìn đâu hết. Đó. Chưa? Đó. Không, cái cẳng còn trên đây nè, để chi? Khi mình đá người ta một cái, mình đá cái nữa nè. Đó, tiếp nè. Tiếp nè. Chưa? Tôi bị cầm nổi không con? Đó. 5 cái là 5 người. Rồi. Rồi, sao dọc coi. À, đây là xin thưa với mọi người là hai bé này chỉ tập đúng 5 buổi, đây là buổi thứ 6. Này. Rồi, đây ba với sự hỗ trợ để cho xuống thấp hơn. Rồi, đổi chân. Đổi chân. Được không con? Ổn không? Rồi đổi chân, nhanh lên. Còn đang nóng. Đau à. Rồi
thôi. Không, Toby không có đụng vô, con không phải là ba và con không biết. Con vẫn còn đang học thôi. Na thẳng lưng lên, thẳng lưng lên. Đúng rồi. Thẳng lưng lên dựng vô. Đúng rồi đó. Ba đang dựng ngay. Rồi. Đó, sát rồi thấy chưa? Đó, đẹp chưa? Hay quá này ơi, sắp xuống rồi, thẳng cái chân này nha. Rồi. Ngồi xuống, đừng đứng lên, ngồi xuống. Rồi, cái chân. Đúng rồi, đó, cái chân này. Hồi đấy con thấy con sắp chân chứ. Hồi, ba ơi. Rồi. Cái gì? Đây, ba đang dịnh đây. Thẳng cái này lên con, thẳng lên. Rồi, chưa căng trước. Đó. Cố gắng lên. Hôm nay yếu hơn hôm qua rồi. Rồi, ngồi xuống. Thôi. Thôi, sắp nha. Đẩy xuống. Rồi. Người già cả rồi không có chân đất được. Ông tác dễ cuối cùng. Sọt ngang. Đưa chân đây. Này, ngồi chân. Cầm chân ra. Đưa tay đây. Thẳng lưng lên con. Đau rồi con. Phát biểu cảm nghĩ. Xạo. Xíu, xíu phải đau chứ tập mà không đau là không đúng là xạo. Chồng ra ngoài trước không có chồng ra ngoài sau. Rồi để yên chính đây con bò đi. Ừ, con tự bò đi. Rồi. Ba cũng cỡ đó, ba là thua con mà. Cố lên nha. Ok. Rồi cho màn trả thù của hai bé đây. Màn kéo luôn này. Đây gọi là nhị mã phanh chân. Rồi kéo. Buổi tập thể dục buổi tập taekwondo tới đây là kết thúc. Mọi người có thể xem clip này hàng triệu lần để có thể tập cho các bé nhỏ ở trong những lúc mùa dịch này. Đây là tập để vui chút xíu. Ok rồi, hai bé lại chào tất cả mọi người. Bye bye, chúc mọi người một mùa dịch đầy tràn sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Bye bye. Việt Nam tôi đó, Việt Nam tôi có. Còn nhiều điều thú vị, các bạn nhớ follow và sub kênh của mình nhé. Let's go!